dưa hồng. Dưa hồng. Đó. Đó, wow, đã chưa? Cá này ăn ngon lắm. Anh sống vậy là anh thấy là coi như là gì nhau vui thân sinh rồi. Giờ hai người đứng á, hai người đứng cái chỗ này là chụp lấy cái cảnh này nè, lấy cái cảnh này. Bông súng quá không anh? Đúng rồi, bông súng, mà bông súng này đẹp lắm. Nó thơm, thơm phức à. À, hai người đứng ra chụp lấy cảnh thiên nhiên bên này nè. À, quay qua đi rồi. Đứng, anh có bông súng bán không anh? Hả? À, bông súng này để đẹp thôi chứ. Ồ, không, anh quay xong chút anh chụp hả? Lại luôn á. Được, à, dạ. Anh nấu cái chua ngon. Anh bỏ bông súng á, trời ơi, bông chua bông được. Bông súng nấu cái... Ủa, anh không biết là bông súng ăn được hả? Bông súng ăn ngon chứ. Thì bỏ. Ờ, nấu cái chua. Tóm chụp hình quá kia nè. Coi hình chụp lại được. Quay mới đã, chụp sao.